Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Thứ hai tuần sáu phục sinh. Thần chân lý sẽ làm chứng về Thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm chứng, vì các con đã ở với Thầy từ ban đầu. Thầy đã nói với các con điều đó để các con khỏi vấp ngã. Người ta sẽ loại các con ra khỏi hội đường. Đã đến giờ kẻ giết các con tưởng làm thế là phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm những điều đó cho các con vì họ không biết Cha, cũng không biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với các con như vậy để khi đến giờ của họ, các con nhớ lại là Thầy đã bảo các con. Sứ điệp: Kitô hữu là người được kêu gọi làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người, trong mọi nơi mọi lúc. Chính Chúa Thánh Thần sẽ nâng đỡ và an ủi chúng ta trong sứ mạng làm chứng này. Tự vấn: 1. Khi chịu phép rửa tội, tôi đã được lãnh nhận nến sáng và áo trắng. Nến sáng tượng trưng cho sứ mạng trở nên ánh sáng Chúa Kitô ở trần gian. Áo trắng nhắc nhở tôi luôn phải sống trong sạch và thánh thiện như Chúa Kitô. Tôi đã sống thế nào để làm chứng cho Chúa Kitô? 2. Tôi có ngoan ngoãn vâng nghe tiếng Chúa Thánh Thần để sống đẹp ý Chúa và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh không? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, các môn đệ yêu dấu đã bỏ trốn. Các ngài không có đủ can đảm theo Chúa để biện hộ cho Chúa. Các ngài đã trở về nhà, tìm nơi ăn thân ẩn náu. Và ngay cả khi Chúa sống lại, hiện ra và cùng ăn uống với các ngài vẫn chưa vững vàng tin vào Chúa và làm chứng cho niềm tin ấy. Mãi cho tới lúc Chúa ban Thánh Thần xuống, các ngài mới mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa phục sinh. Từ lúc đó, cái chết cũng không thể ngăn cản bước chân rao giảng của các ngài. Lạy Chúa, Chúa cũng thương cho con được tham dự vào ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa như các tông đồ xưa. Xin cho con luôn xác tín rằng con là một ánh đèn chiếu sáng, một sứ giả loan truyền tình thương, một nhân chứng tin mừng của Chúa. Vậy lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã bao lần con sống bê tha, tội lỗi, không những không làm chứng cho Chúa mà lại làm người khác mất niềm tin vào Chúa. Xin ban cho con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để cho dù con bé nhỏ, nghèo hèn, yếu đuối, con vẫn cố gắng sống thánh thiện hơn, biết quảng đại yêu thương, biết cho đi cách vô vị lợi. Xin giữ con đừng bao giờ kiêu căng cậy vào tài sức của mình, nhưng luôn tin tưởng vào quyền năng hoạt động của Chúa Thánh Thần. Amen.